Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo nguồn tin từ báo Công Thương, những ngày qua, trên các trang mạng xôn xao thông tin, những bài giảng có phần huyễn hoặc phi thực tế của Thượng tọa Thích Chân Quang đã được nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và cho phép xuất bản thành đĩa CD. Cụ thể, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2019, bà Đinh Thị Thanh Thủy, khi đó là giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định số 724 quy đề TTT PHCM 2019 quyết định xuất bản xuất bản phẩm có tên CD lợi ích của người biết tin nhân quả của tác giả dịch giả thượng tọa Thích Trân Quang. Xuất bản phẩm này được biên tập bởi biên tập viên Trần Thị Anh, đối tác liên kết xuất bản là công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang Số lượng in 1000 bản. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN 9786045895108. Xuất bản phẩm cũng được in luôn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang. Tìm hiểu cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang được thành lập từ tháng 7 năm 2004, đặt trụ sở tại số 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nhân bản sao chép bằng đĩa. Lần theo thông tin doanh nghiệp, phát hiện sự thật khá bất ngờ. Cụ thể, theo đăng ký thay đổi ngày 13 tháng 9 năm 2016, danh sách thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang gồm ông Vương Tấn Việt, tức Thượng Tọa Thích Trân Quang, ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân. Trong đó, Thượng Tọa Thích Trân Quang đăng ký góp 2,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ, ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân mỗi cá nhân đăng ký góp 300 triệu đồng, qua đó mỗi người sở hữu 10% vốn điều lệ. Từ năm 2016 đến năm 2022, doanh nghiệp này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó chủ yếu thay đổi các thành viên góp vốn. Tuy nhiên, riêng thượng tọa thích chân quang vẫn luôn giữ vững tỷ lệ góp vốn là 2,4 tỷ đồng không thay đổi. Trên website công ty pháp com giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang là chủ sở hữu của website có tên miền công ty pháp quang com vào website tên miền công ty pháp quang vn đồng thời cũng là chủ sở hữu của ứng dụng trên thiết bị di động pháp quang đối với website công ty pháp quang vn đây là tên miền được đăng ký từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 ngày hết hạn là 18 tháng 10 năm 2026 đáng chú ý tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền này là ông Vương Tấn Việt, tức Thượng Tọa Thích Trân Quang. Tuy nhiên, thời điểm ngày 18 tháng 6 năm 2024, website này không thể truy cập được. Còn tại website công ty pháp quang.com, giới thiệu và bán rất nhiều loại sách như kinh sách Phật giáo, truyện tranh đỉnh núi tuyết, cuộc đời Đức Phật, hay tượng tranh Phật, tranh nhân quả, dụng cụ thờ cúng, máy nghe pháp, thẻ nhớ, hàng lưu niệm, thực phẩm chức năng. Trong đó, có nhiều sách kinh Phật được giao bán với mức giá hơn 100.000 đồng và nhiều sách đề tác giả là thượng tọa Thích Chân Quang như Tứ Diệu Đế, Bản Tuyên Ngôn của Phật, tập 1, Khổ Đế, giá 140.000 đồng. Nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn, giá 85.000 đồng. Nghiệp và kết quả, tái bản lần thứ 9 năm 2023, có giá 120.000 đồng. Triết lý về tiền bạc có giá 55.000 đồng. Luận về nhân quả, giá 95.000 đồng. Đáng chú ý, website công ty pháp quang.com cũng đăng tải và giao bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng như trà giảm cân, làm đẹp, bột dinh dưỡng, giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Trong đó phải kể đến trà thảo mộc giảm cân, hoa sâm đất có giá 55.000 đồng, bột dinh dưỡng corona giá 160.000 đồng, viên hòa địa long hồn Quốc S có giá 388.000 đồng, trà làm đẹp giảm cân, làm đẹp da kiểu mạch vàng có giá 55.000 đồng, Cha thảo mộc làm đẹp da, lá khế giá 55.000 đồng. Vừa qua, thông tin từ báo Giác Ngộ thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm thẩm tra, ra soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang đang bị dư luận phản ánh. Theo đó, những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội của Thượng tọa Thích Chân Quang được cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Ban tôn giáo chính phủ đề nghị ra soát, thẩm tra và xác minh trong trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Trong khi đó, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng ban tôn giáo chính phủ cũng khẳng định nếu những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội Vi phạm các quy định của Phật giáo sẽ phải xử lý nghiêm minh. Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về nhiều phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch cúng dường hay câu chuyện khó tin tìm lại thẻ ATM một cách thần kỳ. Lời kể của Thượng tọa Thích Chân Quang cho biết có một người làm cán bộ rất mộ đạo, thường hay rút tiền bằng thẻ ATM. Một hôm thấy trong chùa cần một số việc nên đã dùng thẻ ATM để rút tiền. Nhưng rút được 6 triệu thì bị máy nuốt thẻ ATM. Do rút tiền để cúng chùa nên người này đã bỏ luôn thẻ ATM. Một thời gian sau tự nhiên thấy thẻ ATM đó nằm trong ví của mình. Thượng tọa Thích Trân Quang giải thích đấy là do vị hộ pháp thấy người cán bộ này có lòng thành tâm với chùa nên đã lấy lại thẻ ATM và bảo lại ví cho người này. Đây có thể nói là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên, qua lời kể từ thượng tọa Thích Trân Quang, một vị tu sĩ thường xuyên giảng giải Phật pháp cho hàng nghìn Phật tử đã khiến nhiều người vỗ tay hoan hỉ tán dương và tin tưởng vào câu chuyện này. Phật tử không cần phải phóng sanh thả cá, thả chim, không cúng dường sổ đỏ, tài sản tiền bạc, chỉ cần cúng dường bằng cây. Đây là cách làm của các sư thầy chùa Diệu Pháp nằm trong hẻm nhỏ phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tặng rừng cho mai sau là dự án mà Chùa Diệu Pháp đã vận động Phật tử với mức đóng góp dự kiến chừng 120 triệu đồng cho năm 2024 và nhà chùa vừa tổ chức cho hơn 100 Phật tử tiến hành đợt trồng rừng đầu tiên năm 2024 tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Cát Tiên. Gần 1.000 cây rừng đã được các sư thầy, Phật tử và các em nhỏ trong gia đình Sen Hồng dưới sự hướng dẫn của Kiểm Lâm, chuyên gia đã thực hiện xong trong gần 2 giờ đồng hồ càng ý nghĩa hơn khi sau trồng cây, nhà chùa và Phật tử có chuyến đi bộ khoảng 5 cây số dưới tán rừng để nghe các chuyên gia của khu dự trữ giới thiệu về các loại dược liệu quý hiếm có trong khu rừng. Cây bản địa tại địa phương cũng như nhận diện cấu trúc của một khu rừng nhiệt đới. Dự kiến nhà chùa sẽ phối hợp cùng quỹ Joy Foundation, hiện nay đang quyên góp vận động trồng rừng nhiều nơi trong nước, tổ chức các chuyến đi trồng cây, hành trình phủ xanh những cánh rừng sẽ tiếp tục và đón chờ những cúng dường bằng cây rừng, những dấu chân phụng sự của Phật tử để đến với các khu rừng ở Bình Thuận, Lâm Đồng. Trước đó trong lời kêu gọi, Chùa Diệu Pháp nhấn mạnh rừng là yếu tố quan trọng nhất của sinh quyền và có ý nghĩa lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội, sinh thái và môi trường. Hiện nay, nạn phá rừng và suy thoái rừng là mối đe dọa lớn nhất đối với nguồn tài nguyên xanh của thế giới. Năm 2023, Chùa Diệu Pháp cũng đã đồng hành và hỗ trợ cho tổ chức Joy Foundation trong dự án Vườn rừng và đã cùng các tổ chức cũng như cá nhân trong dự án này trồng và chăm sóc hơn 65.000 cây rừng. Dự án Trồng rừng, Tặng rừng cho mai sau sẽ góp phần khôi phục lại những cánh rừng bị lấn chiếm, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước và không khí, cải tạo đất và bảo tồn đa dạng sinh học. Việc trồng và khôi phục lại những cánh rừng không những góp phần quan trọng đối với môi trường sống, tái tạo hệ sinh thái thiên nhiên Việt Nam mà đồng thời mang lại lợi ích cho người dân địa phương vùng cao khó khăn. Chùa Diệu Pháp kêu gọi vì những lẽ đó, chùa Diệu Pháp ngỏ lời vận động các Phật tử, các tổ chức, đoàn thể cùng phát tâm ủng hộ cho dự án này. Những bài học quen thuộc từ các thảm họa cháy gần đây tại Hà Nội đều đã được cơ quan chức năng và các chuyên gia khuyến cáo. Tuy nhiên, sự mất mát đau thương vẫn tiếp diễn bởi những kịch bản quen thuộc Cách đây hơn một năm, vào sáng sớm ngày 13 tháng 5 năm 2023, tại số nhà 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bốn bà cháu thiệt mạng. Ngôi nhà xảy ra cháy có thiết kế kiểu ống, lối thoát hiểm là cửa trước hoặc lên tầng tum lợp mái tôn để sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên tầng 1 nơi phát cháy, lửa bốc rất mạnh, trong khi ban công tầng 2, 3 bị rào chắn bởi khung sắt chống trộm. Hồi chuông cảnh tỉnh tiếp tục gióng lên sau vụ cháy dạng sáng ngày 24 tháng 5 tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 14 người tử vong. Khu vực hỏa hoạn là căn nhà được xây dựng trên khu đất rộng hơn 200m2, nằm sâu trong ngõ, cách mặt phố khoảng 200m. Trên khu đất đó có xây căn nhà 2 tầng, một tum và một ngôi nhà khác cao 3 tầng để ra chủ ở kết hợp cho thuê trọ. Phần sân rộng khoảng 55m2 và tầng 1 được dùng để sửa chữa xe điện. Nhiều hình ảnh trước thời điểm cháy cho thấy, khu vực sân này bị bịt kín bởi rất nhiều xe cộ, bình ắc quy và các dụng cụ sửa chữa xe. Đường ra vào duy nhất chính là khoảng sân đầy xe cộ, ắc quy bủa vây. Nhưng điểm cháy bùng phát ngay tại con đường này khiến cho lối thoát duy nhất của cả dãy trọ lại bị lửa bao trùm. Cửa sinh trong vụ cháy bỗng hóa thành cửa tử khi các lối thoát nạn đều bị bịt kín bởi song sắt. Kịch bản cũ một lần nữa đã xảy ra với các nạn nhân xấu số trong vụ cháy tại số nhà 207 phố Định Công Hạ quận Hoàng Mai, Hà Nội vào tối 16 tháng 6. Ngôi nhà gặp hỏa hoạn cao 6 tầng và một tum, phía trên tầng cao nhất được hàn kín bởi dãy song sắt kiên cố. Các tầng dưới mặc dù có ban công nhưng 3 trên 6 tầng bị chắn bởi các biển quảng cáo cỡ lớn. Duy nhất tầng 5, 6 có lối thoáng nhìn ra phía đường nhưng lại cũng là điểm bốc cháy dữ dội nhất. Tầng 1, 2 của ngôi nhà chất kín hàng hóa gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Cũng liên quan tới vụ cháy này, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, khẳng định việc ra soát công tác phòng cháy chữa cháy ở quận là việc làm thường xuyên, nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo của thành phố. Nói tới sự việc đau lòng trên phố Định Công Hạ, vị này cho biết đây là sự việc bất khả kháng, chính quyền địa phương cũng đã vận động, tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân này chú ý khắc phục các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn xảy ra vụ cháy làm 4 người thiệt mạng, đúng là không may. Trước câu hỏi tại sao dù phường quận đã yêu cầu khắc phục các quy định về phòng cháy, nhưng tại hiện trường vụ cháy vẫn ngổn ngang hàng hóa chắn kín lối đi, trách nhiệm của các đơn vị kiểm tra, giám sát như thế nào? Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để việc ra soát về công tác phòng cháy hiệu quả hơn.